Cho đến lúc này, đội U23 Việt Nam do ông Philippe Chusier dẫn dắt đã có đầy đủ quân số. Tiền vệ Andrei Nguyễn An Khánh, U19 Sigma Olomouc, Cộng hòa Séc đã có mặt. Phạm Đình Duy, câu lạc bộ Đà Nẵng cũng được triệu tập bổ sung để thay cho Trần Ngọc Sơn, câu lạc bộ Nam Định đang chấn thương. Vị huấn luyện viên người Pháp đang tích cực cho các cầu thủ thi đấu đối kháng, lắp ráp bộ khung và áp chiến thuật nhằm quan sát, đưa ra đánh giá cuối cùng trước khi chốt danh sách chính thức. Ông Chusier sẽ nói lời chia tay với 8 cầu thủ trước khi đá trận ra quân tại vòng loại châu Á 2024 gặp U23 Guam tối 6 tháng 9. Trong đó, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn khó có khả năng bị loại. Nếu góp mặt trong danh sách chính thức, chân sút của câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân còn có thể là lá bài tẩy trong tay ông Chusier tại giải đấu sắp tới. Nguyễn Thanh Nhàn đã bỏ lỡ cơ hội đăng quang giải U23 Đông Nam Á 2023 cùng U23 Việt Nam vì anh bận thi đấu cho câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân nhằm cạnh tranh chức vô địch giải hạng nhất, đồng thời là tấm vé thăng hạng lên chơi V-League mùa sau. Tiền đạo sinh năm 2003 này đang có điểm rơi phong độ tốt. Điều này đã được Thanh Nhàn chứng minh bằng màn trình diễn chói sáng ở nửa sau mùa 2023 tại giải hạng nhất. Thanh Nhàn dù không thể giúp câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân cán đích ở vị trí đầu tiên giải hạng nhất 2023 cùng 37 điểm nhưng thua câu lạc bộ Quảng Nam về hiệu số bàn thắng bại, nhưng cá nhân anh đã để lại dấu ấn đậm nét. Qua 6 trận cuối cùng ở giải hạng nhất 2023, tiền đạo quê Tây Ninh này đã đóng góp đến 9 pha lập công. Phong độ ghi bàn ấn tượng này đã giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới giải hạng nhất 2023 với 10 bàn thắng. Thanh Nhàn được đánh giá cao ở khả năng bứt tốc, thể lực bền bỉ và dứt điểm tốt bằng cả hai chân. Những phẩm chất này cũng phần nào phù hợp với lối chơi mà ông Chusier đang muốn xây dựng cho bóng đá Việt Nam. Vị huấn luyện viên người Pháp muốn các cầu thủ tích cực di chuyển không bóng, kiểm soát nhưng cũng phải triển khai nhanh, tận dụng khoảng trống mà đối phương để lộ. Ngoài ra, ông Chusier vốn dĩ đã dành sự yêu thích cho Thanh Nhàn từ lâu. Chính vị huấn luyện viên người Pháp đã phát hiện ra tài năng của Nhàn và đưa tiền đạo này từ đội năng khiếu tỉnh Tây Ninh về với trung tâm đào tạo trẻ được cho là tốt nhất Việt Nam hiện nay là PVF. Những yếu tố trên cộng với phong độ thuyết phục trong thời gian gần đây, chân sút của PVF Công an Nhân dân hứa hẹn sẽ là nhân tố rất đáng xem của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2024 trên sân nhà Việt Trì, Phú Thọ. Bên cạnh Thanh Nhàn, hàng công của U23 Việt Nam cũng có sự trở lại của những cái tên chất lượng. Trong đó, Nguyễn Văn Tùng sẽ là mũi tấn công chủ lực với thể hình tốt và khả năng dứt điểm đa dạng. Tại SEA Games 32, Văn Tùng là một trong những chân sút tốt nhất giải đấu với 5 bàn thắng.